Sơ so, tài năng lệ quyên trang pháp ở chị đẹp đạp già dễ sóng. Ở chị đẹp đạp già dễ sóng, lệ quyên trang pháp đều nỗ lực phô diễn tài năng của mình. Mới đây mối quan hệ của lệ quyên trang pháp ở chị đẹp đạp già dễ sóng bị đồn bất hòa. Hiện cả hai chưa lên tiếng về những đồn đoán. Lệ quyên và trang pháp từng chung đội ở chị đẹp đạp già dễ sóng. Lợi thế của lệ quyên là giọng hát nội lực, dày kinh nghiệm trình diễn. Khi thể hiện bài anh lệ quyên được khen hát nốt cao khỏe, rõ chữ. Vũ đạo không phải thế mạnh của lệ quyên nhưng cô không ngại thực hiện các động tác khó ở công một lệ quyên tập nhảy đến bật móng chân. Còn về trang pháp, được đánh giá là đa tài ở chị đẹp đạp giáo rẽ sóng. Nữ ca sĩ có khả năng vũ đạo cực tốt. Trang pháp vô cùng tự tin trình diễn vũ đạo gợi cảm. Cô thậm chí múa cột trong tiết mục đường cong. Trang pháp có thể chơi nhiều nhạc cụ. Cô còn có khả năng giản dựng tiết mục. Không ít lần trang pháp đầu bầu chọn làm nhóm trưởng. Nhiều chị đẹp đánh giá cao trang pháp bởi tinh thần lãnh đạo, luôn dẫn dắt tim làm tốt nhất. Gần đây đi đáp nhóm phụ trách sản xuất âm nhạc cho chị đẹp đạp giá rẽ sòng cho rằng Trang Pháp là chị đẹp toàn năng, biết mọi thứ một chút. Nhiều khán giả dự đoán Trang Pháp sẽ có tên trong danh sách, các nghệ sĩ giành chiến thắng chung cuộc.